Trời ơi, con sâu mà đi nói xong. Con sâu mà đi nói sâu, xin lỗi mọi người. Nói mình bị đớ nè. Con lỗi cho mọi người xem. Nước chảy hơi mạnh á. Thôi, thôi, lưu lại. Cứ chạy mạnh quá. Ta thử mấy đằng bão này trên nguồn nó có trôi gì. Có trôi viên đá nào về. Cái này chẳng khác nào mò kim dưới biển. Thôi kệ nó đi. Người ta nói trúng thì trời cho. Mà chặt thì trời chơi. Đúng trời cho mà đặt là trò chơi á. Nhìn này đẹp nè. Ở dưới đá thằng xanh đẹp chưa. Nắng rồi đó. Nắng chiếu tối tràn rồi. Một viên cùi thịt anh. Không lẽ sau trận bão kia mà nó lại chiếc đá lộ ra dữ vậy. Nước chảy đúng thuê luôn. Đi ngược dòng nước khó đi à. Hơi bị sâu mọi người. Nhiều viên rêu nó bám á, lâu năm á. Mình không phát hiện được. Tôi nghĩ không có xong. Rào đường lại rồi. Không có băng qua được. Rác cổ thì thấy gì nào mà một sắc sập sỡ là đưa tay xuống hốc à. Rác
kiếm được mấy viên cụ vậy, không ra chi, nói chung là cũng không ra chi mọi người. Lũ cái chỗ này sợ ghê á, được cái nước rồi, nước cuốn ra đó. Sạt lở hay có đá lộ ra lắm. Cuối suối vậy đó. Đây cũng là một loại thạch anh cộng sinh với là cái gì, hơi đủ thứ cộng sinh với rất là nhiều đá luôn, thấy nó hay hay. Còn bây giờ rổ thì ớn luôn, rổ với mối đục. Không trong nhỉ. Ngoài sông chỉ có còn người những loại đá này thôi là phổ biến nhất. Trời ơi, trời. Trúng rồi con. Trúng rồi mọi người. Chuyện đá ra đá gì không biết, đá mà đá gì không biết nha mọi người. Rồi đẹp chưa, cái nó có màu xanh, xanh màu trắng. Đá này có đi kiểm định mới được.
Viên thanh vàng. Viên này không bằng viên này đâu, viên này đẹp quá trời luôn mọi người. Cứ viên vàng thôi mà nó không có độ trong. Mẹ. Lội giữa mà giữa sông nhà gì giữa nhánh sông thì không thấy. Mà lội gần ăn bờ nữa thì là thấy đá. Chắc là trời cho mà. Đây cũng là một loại thịt anh này. Biến thể. Đem gì này gì mọi người. Đợi nổi âm thiệt. Lầu giữa sông không thấy, tìm sắc bờ thấy. Này công cụ đá của người xưa. Loại tao cũng tìm thấy đồ thời nguyên thủy cũng có. Rìu đá này. Chào mọi người. Thôi mình về cái đó. Gặp mọi người ở video tiếp theo.